Vì muốn tìm lại con gái, Hạnh buộc phải công khai thân phận. Xuất hiện lại rồi sao? Đã mất tích rồi, tại sao không mất tích luôn đi, còn quay về làm cái gì nữa? Giống thiệt ha. Má nói gì lạ vậy? Sao con giống được má? Bay cùng ông nội bay nắng ra mà. Và những âm mưu toan tính thâm sâu cũng từ đó bắt đầu. Người ta tìm người thân mà em nhìn cái mặt y chang con Mỹ Tú. Cái miệng nè, con mắt y chang người trong hình luôn á. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Lưới Trời 21 giờ các buổi tối thứ hai thứ ba trên sóng truyền hình Vĩnh Long 1.